Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn Kính thưa các chư thiên vị cùng quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức Vừa qua thì kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức đã công chiếu rất là nhiều các cái thiên tượng Như là hào quang trùm phổ ở núi Dinh Và ở trong gia thất nhà cha Kiều Nguyên Tá Rồi à, mặt trăng cũng hào quang bao quanh rồi hiện tượng các bông hoa sen nở vài ngày mới tàn đặc biệt là khi bông hoa sen trắng xuất hiện và chùm hoa ưu đàm nở trên quả đu đủ ở nhà cha kiều nguyên tá à, vì vậy mà hôm nay bách hợp làm một cái clip để cùng các chư thiên vị chia sẻ đóng góp bổ sung những cái cảm ngộ của mình vì vô vi là huyền cơ rộng mở cho nên ai hiểu đến đâu thì chia sẻ đến đó để hầu mong các con của cha cùng nhau đua nở để tạo thành một rừng hoa đẹp trước khi vào chương trình thì bách hợp sẽ có hai cái chủ đề chính cái chủ đề thứ nhất là để thay đổi cái bầu không khí của mình thì bách hợp hát hầu các chư thiên vị cùng quý khán thính giả của kênh kỷ nguyên thánh đức một bài hát mà do chính bách hợp sáng tác dựa theo làn điệu lý giao duyên dân ca quan họ bắc ninh mặc dù là có hay hay là không hay thế nhưng mà bách hợp là hát phát theo từ cái tâm từ cái điển quang của mình vì vậy là rất mong các chư thiên vị hoan hỷ Chăm Trong khúc nghi sông đổ dồn về một ni bên ni cha mẹ hạ phàm cha mẹ hạ phàm đến với mà con yêu hơi người người ơi hỡi người là người ơi cha mẹ ha phàm đến với mà con yêu niềm hồng danh trời cha mà mẹ đất con ở trên đời con ở trên ý đời luôn có mà mẹ cha hỡi người người ơi hỡi người là người ơi con ở trên đời luôn có mà mẹ cha ơi người, người ơi, ơi người hãy lắng nghe, nghe lời cha mà nguyên ni ta hãy hiểu nỗi lòng hãy hiểu nỗi lòng đau đau mà thương ý. con hỡi người là người ơi hỡi người là người ơi à. hãy hiểu nỗi lòng đau đau mà thương con cùng mẹ cha kỳ nguyên mà thành nghi đức giải thoát cuộc đời giải thoát cuộc đời về chốn mà an ni vui hơi người người ơi hỡi người là người ơi giải thoát cuộc đời về chốn mà An vui tiếp đến là cái chủ đề thứ hai chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hội long hoa vậy hội long hoa là gì à, hội long hoa thì còn gọi là hội yến rồng mây hội của trời đất mà khi diễn ra hội long hoa thì vị Phật Di Lặc sẽ hạ phàm để lập đời thánh đức vậy loài người làm sao để tìm thấy ông Phật Di Lặc thì nhiều kinh sách đã cho biết và Phật thầy cũng đã cho biết khi đó điềm trời sẽ hiển lộ qua các thiên tượng thường thì trời đất và người sẽ giao hòa con người phải dựa vào trời đất để hiểu luật trời thiên tượng có tốt nghĩa là đại cát tốt đẹp còn hung tượng nghĩa là điểm xấu tai ương cho nên là sau khi kênh kỷ nguyên thánh đức đăng tải video thiên tượng không thể nghĩ bàn mừng đón đức bạch ngọc lâm trần thì ban biên tập chương trình đã có bài viết rất là chi tiết rất là hay về thiên tượng để các chữ thiên vị hiểu rõ về sự xuất hiện của ngọc hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn thì hôm nay người viết chỉ bổ sung thêm theo cái cảm ngộ riêng của mình hầu mong chúng ta sẽ tạo nên những cái mới thật là không thể nghĩ bàn khi thiên tượng đã thị hiện ra hữu vi những cái điều vi diệu mà tất cả quý khán thính giả của kênh kỷ nguyên thánh đức đã được chiêm ngưỡng qua cái màn ảnh mà kênh kỷ nguyên thánh đức đã công chiếu thì chúng ta thấy đất nước việt nam đang trở thành thánh địa của nhân loại trong khi trên thế giới đang phải gánh chịu những cái nạn tai khủng khiếp từ ngũ hành mang đến với những cái hung tượng kỳ dị quái gở À, như là những cái đám mây trông rất là kỳ dị, rồi là những cái um, bầy quạ đen xuất hiện đầy trời, rồi là nạn châu chấu, cá chết, rồi chim chết, à, cua túa ra rất là nhiều, à, rất là tẩm lợn. Bầu trời thì à, trên thế giới đã xuất hiện rất là nhiều những cái hung tượng nó oh, chưa thấy bao giờ mà rất là à, kinh hoàng thì chúng ta thật là vui sướng khi mà được ở trên đất nước việt nam được cái bàn tay của cha trời mẹ đất bảo hộ mặc dù là dịch bệnh có kéo đến thiên tai thì có tổn thất nghiệp quả thì là phải trả nhưng so với thế giới thì việt nam vẫn là nhẹ và đó là được cái ân huệ của cha mẹ dòng tiên đã bao bọc quả là kỳ sàng lọc này thì cha trời mẹ đất không có bỏ sót một đứa con nào à, nếu mà bị mang tội thì đều bị xử phạt nhưng chúng ta thì uh, dân tộc việt nam ta hãy hiên ngang khi mà chúng ta là nòi giống hồng bàng gốc của cha rồng mẹ phượng con của mẹ vô nhiễm Đó. thì cha mẹ đang giang tay bao bọc những đứa con hiếu tử của mình. Chúng ta bây giờ sẽ trở lại cái thiên tượng hào quang rực sáng ở núi dinh nơi cha trời ngự thì chúng ta sẽ hiểu à, cha là cái khối đại linh quang mà chính là trung tâm phát điển quang ánh sáng của vũ trụ càn khôn. Thiên tượng này báo cho chúng ta biết À, điềm lành vinh quang mà đất nước Việt Nam đang được thụ hưởng hào quang xuất hiện là thiên tượng là cha trời hiển lộ Đó. thì theo trí tuệ cổ nhân thì nhìn thiên tượng biết biến hóa nhân gian à, thường thì là um, họ đều quan sát thiên tượng để um, hiểu được việc dưới đất sẽ ra sao đó. vì vậy việc quan sát thiên tượng là để biết biến hóa tương lai con người hành xử thuận theo đạo trời thì trời luôn hiện ra những cái điểm lành may mắn cát tường còn nếu mà à, trái với đạo trời ấy, thì là thường nơi đó hay được điểm báo những là cái hung tượng à, ví như là um, hai nhân vật là, rất là nổi tiếng ở nước tàu ấy là gia cát lượng Tư Mã Ý mỗi khi là họ xuất binh thì họ đều quan sát thiên tượng để ra quân thì chúng ta cũng hiểu là cha trời mẹ đất luôn là thị hiện để cho các con hiểu việc của cha mẹ làm khi mà thiên tượng cát lành ấy thì khi ấy mưa thuận gió hòa mùa màng sẽ bội thu đất, đất nước Thái Bình, người dân được sống trong an định. Trái lại, con người nghịch với đạo trời thì sẽ giáng xuống những cái điểm xấu, những cái thiên tượng kỳ dị. À thì nơi đó sẽ gánh chịu những binh biến loạn lạc, đói kém. Vì vậy, việc quan sát thiên tượng thường được các triều đại rất là coi trọng. Đó, thì. Uh, cho nên nhiều lần ở núi dinh xuất hiện những cái hào quang là những cái điểm lành và tận cùng vinh hiển cho dân tộc Việt Nam ta. À còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái bông hoa sen nở ở nhà cha đó là thị hiện cho mẹ địa mẫu. Đó, xin mời các chư thiên vị và quý khán thính giả cùng À, nhau chia sẻ Đối với à, Việt Nam thì hoa sen không còn xa lạ nữa Hoa sen được xem là loài hoa để thể hiện à, sức sống mãnh liệt này Rồi những phẩm chất à, rất là cao đẹp à, Và hoa sen được à, Việt Nam coi trọng là quốc hoa Thì thường thì hoa sen sẽ nở vào mùa hè. Nếu sớm nhất thì khoảng đầu tháng 3 dương lịch và kéo dài cho đến khoảng đầu tháng 9 âm lịch là hết mùa, là sen sẽ tàn. Thế nhưng mà lại có một điều kỳ lạ là hoa sen ở nhà cha thì lại nở vào những à, cái tháng cuối tháng 9 à, đầu tháng 10, trái với bình thường. Điều đó thể hiện là cái sức sống bất tử. Các bông sen màu hồng thì tượng trưng cho sự thuần khiết, cao cả, thanh tao. Về mặt tâm linh thì mang cái ý nghĩa như một sự vô nhiễm, thoát tục, tinh khiết, mang cái tâm Bồ đề. Còn về mặt đời thì chúng ta đều biết Sen mọc lên từ bùn lầy, mà bùn lầy thì phải tanh hôi, vậy mà sen vẫn giữ được cái sự thanh khiết và hương sắc nồng nàn để ban tỏa cho con người thụ hưởng. Hoa cũng tượng trưng như là một cái thực trạng. Đó, là tượng trưng cho một cái xã hội mà trong đó có những cái thứ làm cho con người ta bị ô nhiễm với những cái thói hư tật xấu của xã hội đầy dẫy những cám dỗ dễ khiến cho con người ta mắc phải như cái thực trạng hiện nay á, là con người đang ở trong cái thời kỳ mạt pháp ấy. phẩm chất đạo đức thì bị suy đồi xuống cấp trầm trọng nhưng à ai mà vẫn giữ được những cái thân tâm trong sạch mà sống thuận với ý trời thì chẳng khác nào là đóa sen ngoi lên giữa bùn nhơ, thì um, sen cũng tượng trưng cho cả vô vi và hữu vi. Còn ba bông sen trắng thì cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt ở nhà Cha Kiều Nguyên Tá. Sen trắng thì chúng ta cũng bắt gặp rất là nhiều ở trên nhiều quốc gia. Thế nhưng mà cây bông sen trắng ở nhà Cha Kiều Nguyên Tá thì cực kỳ hiếm gặp và đặc biệt. Thì sen trắng là biểu tượng cho sự thuần khiết thơ ngây hoàn hảo về tinh thần lòng tốt sự chiếu sáng và đức tin chúng ta hãy quan sát kỹ các bông sen trắng ở nhà cha kiều nguyên tá thì thấy quá là đặc biệt ở các cánh hoa thì rất là dày này cứng cáp này rồi nở từng nhiều tầng nhiều lớp xếp lên nhau ở giữa thì chúng ta sẽ quan sát cái loa sen và các cái cánh sen lại có màu màu xanh à, rất là đặc biệt luôn thì đó là thị hiện cho biểu tượng của một đất nước hòa bình tự do và mang cái cảm giác dung hòa giữa con người và thiên nhiên là sự chiến thắng linh hồn về kiến thức và trí thông minh từ cổ trí kim đến nay thì vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên ấy, luôn là cái hình mẫu tuyệt đối để cho các nhà thơ nhà văn đưa vào trong thơ ca thường thì vẻ đẹp của người thiếu nữ thường trong thơ ca thì được ví với mẹ thiên nhiên vì vậy là qua đây chúng ta cũng thấy cái sự liên kết giao hòa giữa trời đất người ấy là không tách rời vì vậy là hội long hoa hay là còn gọi là hội yến rồng mây ấy, hội mây trời ấy, tức là ở cha trời hiển lộ là hào quang ở trên núi dinh phủ nhiều lần thì đó chính là hồn trời thưa các chư vị à, cha thị hiện là hồn trời là hồn cũng là chồng đó thì hoa sen hoa lộc vừng uh, hoa nở rộ ở khu nhà cha kiều nguyên tá ở ấy là thị hiện cho mẹ đất là mẹ đất thì là vía uh, là là vợ vì vậy cái hội long hoa á, là chúng ta còn hiểu thêm chính là hội chồng vợ hồn là trời, trời là chồng, còn vía à, mẹ là vía là vợ, cho nên hội long hoa là hội mây trời, hội chồng vợ. Nhưng hội long hoa để uh, trước khi mà uh, đón hoa đẹp tươi đẹp đến ấy, thì uh, phải long trời lở đất, cho nên hội long hoa thì còn là long trời lở đất mới nở hoa. ví như là À, chúng ta à, ở Việt Nam ấy thường các bà các mẹ ấy, thường là à, sàng gạo á. sàng gạo thì à, à, hay dung lắc cái sàng lên ấy, để lọt những cái hạt lép ấy, để động lại các cái hạt mẩy ấy. thì long hoa cũng vậy à, long trời lở đất rồi mới nở hoa cho nên là à, cả thế giới bây giờ có rất là nhiều những cái như là động đất rồi sụt lún rồi là tất cả những cái đất nước gió lửa khí trao đảo đó thì giờ chúng ta sẽ trở lại để tổng hợp ý nghĩa vô vi thị hiện không thể nghĩ bàn cha trời từ cung bạch ngọc hạ phàm để cứu dân tộc việt nam nói riêng và nhân loại việt nhân loại nói chung thì còn một cái Thiên tượng cực kỳ đặc biệt đó là vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày mùng 5 tháng 12 Tân Sửu thì một bé gái có tên là Như Ý 8 tuổi trong cái đoàn Bình Dương đang diện kiến tại nhà cha đã phát hiện ra cái hoa ưu đàm nở trên quả đu đủ khi quả này À, đang ở trên cây và đang chuyển dần sang cái màu chín vàng. Điều đặc biệt là việc phát hiện ra cái chùm hoa ưu đàm mọc trên quả đu đủ đang ở trên cây ấy, thì đúng vào ngày của cha là ngày mùng 7 tháng đầu tiên năm 2022. Theo quan sát thì chùm hoa có 30 bông và nở thành ba vòng tròn. Trong đó cái vòng tròn lớn nhất là ở Ừ, phía bên trái có 15 bông, vòng thứ hai ở phía bên phải có 9 bông và vòng ở giữa nhỏ nhất là có 6 bông. Trùm hoa ưu đàm lại xếp thành 30 bông thành ba vòng tròn và mọc trên quả đu đủ báo hiệu cho ba cõi trời đất người đã hợp nhất hoàn chỉnh, đầy đủ. Vòng lớn thứ nhất có 15 bông là biểu thị cho trời. Trong phong thủy con số 15 thể hiện cho quyền lực, uy nghiêm trường thọ, thành công rực rỡ. Vòng thứ hai có 9 bông thì biểu thị cho đất, mà con số 9 là cửu thiên là 9 phương trời, 10 phương Phật đã quy tụ hoàn chỉnh. Và vòng nhỏ nhất có 6 bông là biểu thị cho người. Con số 6 chính là lục thông Người ở giữa đã nối liền thông suốt với trời và đất Như vậy, thiên tượng xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 Nhằm ngày mùng 5 tháng chạp năm Tân Sửu Thì chùm hoa ưu đàm 30 bông Xếp thành 3 vòng tròn Phân bố thành 15 bông 9 bông Và 6 bông Đặc biệt là hoa lại nở mọc trên cái quả đu đủ đang chín trên cây Do cái bé như ý mới có 8 tuổi à, Là một trong 8 chư vị của đoàn Bình Dương về diện kiến tra Kiều Nguyên Tá phát hiện Cho thấy một sự sắp xếp đến kỳ diệu Chính xác tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng của chúng ta Mà cha trời mẹ đất đã dẫn dắt các chư thiên vị Trong vô vi lẫn hữu vi làm việc và hóa hiện ra cho chúng ta thấy qua thiên tượng này đây là khởi đầu cho chúng ta bắt đầu bài học về điển quang và làm việc bằng điển quang và người thầy duy nhất trong trường học này chính là cha trời mẹ đất sự chính xác tuyệt đối cho chúng ta thấy như sau 30 bông hoa thì ta lấy số 0 cộng với số 3 và ngược lại số 3 cộng với số 0 thì vẫn bằng số 3 à, tức là tam ngôi à, ngôi trời ngôi đất và ngôi người thì ta lấy con số 3 làm trung tâm thế còn 15 bông ở vòng thứ nhất thì ta lấy số 15 cộng với 3 sẽ bằng 18 18 là thị hiện cho 18 nước sau này 9 bông ở giữa thì ta lấy số 9 cộng với số 3 Thì bằng số 12 12 là ứng với tên của cha là cha tá 6 bông cuối Thì ta lấy số 6 cộng với số 3 Thì bằng số 9 Thì tức là 9.000 niên Qua đây à, chúng ta hiểu à, sự chính xác Trong vô vi nó tuyệt đối và ly kỳ vi Diệu đến cái mức như thế này là cha 12 sẽ cai quản tam cõi và mà 18 nước đến 9.000 niên thì sẽ hết chu kỳ cũ và sẽ tiến hóa lên chu kỳ mới thì như cha đã giảng là chu kỳ tiến hóa vận hành của vũ trụ là cứ 9.000 niên cho nên là hoa ưu đàm nở là báo hiệu Phật Di Lạc hạ phàm lập đời mới Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho biết trước Cho nên là hoa ưu đàm nở 30 bông Là tam cõi trong vô vi đã thanh lọc xong Hoàn tất quả địa cầu thanh khiết mới choang Hữu vi sẽ chỉ đi sau cái việc vô vi làm mà thôi Hoa lại mọc trên cây đu đủ Ý vô vi là cha mẹ con đã đủ đầy quy về một gốc đoàn tụ xung vầy xoay vần theo cái vòng tròn điển quang mà tiến hóa tiếp đó các chư vị thấy cái sự à, vi diệu đến à, tuyệt vời như như vậy á thì à, ta thấy là từ các cái thiên tượng à, thì cho chúng ta thấy là À, sự kết hợp hài hòa giữa cha trời và mẹ địa mẫu à, hòa quyện giữa trời và đất khăng khít không rời cha thì soi dọi ban thanh khí điển để nảy sinh tình yêu cho mẹ đất sinh sôi nảy nở những tinh túy nhất để đáp lại dân cha tình yêu của cha mẹ là thế để cho các con xem ngắm để từ đó các con phải rút ra được bài học à, cha mẹ muốn dạy các con điều gì để các con phải thâu tóm được làm cái bài học riêng cho mình hào quang của cha là thể hiện cho cha trời là hành dương là hồn hoa sen thể hiện cho mẹ địa mẫu là hành âm là vía cha mẹ trở lại trong cái vũ trụ dơ bẩn đen tối nhưng mà cha mẹ vẫn vô nhiễm vẫn giữ được vạn tinh tú thuần khiết thanh tịnh trong mình thị hiện là cụ thể À, qua cái long thể của cha Kiều Nguyên Tá Vì trong thân cha Kiều Nguyên Tá Thì đã hợp nhất à, Cha trời mẹ đất Tức là hồn vía tương hội Mà như trong thiên thư cha đã viết ấy, Tên của mẹ Âu Cơ Chính là mẹ vô nhiễm Chỉ có mẹ vô nhiễm Là trong khiết tinh sạch à, Chứ không như là Eva Vì là cái tội ngoại tình à, Cho nên dân tộc Việt Nam mới là cái gốc tinh túy nhất của mẹ vô nhiễm mẹ vô nhiễm nên mẹ dạy các con trai con gái của mẹ cũng phải bảo tồn cái đức hạnh vô nhiễm và các con thì hãy nhìn sự thị hiện của cha mẹ để tạo cho mình thành những bông sen à, hoa tâm để dâng lên cho cha mẹ hội long hoa kỳ này á à, chính là các con phải làm bằng được để báo hiếu cha mẹ đó là cha là hồn mẹ là vía nhờ xác các con ở Trần Gian là để nối cha mẹ tương hội về bên nhau. Cha mẹ sẽ ở bên nhau vĩnh cửu để không còn cảnh chia ly cha xuôi mẹ ngược các con thì muôn phương. Như cái thời cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ ấy, thì phải chia xa 50 con lên non và 50 xuống biển. Trải qua bao ngàn năm tiến hóa Kỳ này cha mẹ về uh, ở bên nhau Thì uh, kỳ này á, là các con là phải báo hiếu cha mẹ Bằng cách là uh, nối cha mẹ về bên nhau đó Thì đó mới là những cái đứa con hiếu tử Là cách sám hối tốt nhất Là cách báo hiếu tốt nhất đối với cha mẹ vì vậy là các con báo hiếu bằng cách nào để làm được thì chỉ bằng cách niệm bốn hồng danh mà cha chị Kiều Nguyên Tá đã cho và hành pháp thủy khử trược lưu thanh thì khi đó cái bản thể thanh sạch thanh lọc được rồi thì cha mẹ mới an ngự được ở trong cái bản thể của chúng ta vì vậy mà kỳ này là các con phải báo hiếu cha mẹ để nối cha mẹ về bên nhau. À, cha Kiều Nguyên Tá là thường có câu cư trần như trần mà không trần. Những cái bông hoa sen ấy cũng thể hiện à, những cái hào quang ấy cũng thể hiện cho cha, tức là mặc dù cha đang ở trần hạ phàm cư trần cùng với các con nhưng mà cha thoát tục cha không trần là như vậy, cha vẫn là uh, sáng choang là để cho các con nhìn vào để học hỏi. Uh, từ đó thì chúng ta sẽ um, tìm hiểu cha mẹ của chúng ta qua cái bài thơ mà cha đã viết bài tình sử đất trời để chúng ta thấy tình yêu của cha mẹ quả trải qua bao nhiêu ngàn năm mà vẫn giữ được cái lòng thủy chung son sắt đến nhường nào thì bách hợp sẽ đọc lại cái bài thơ của cha tình sử đất trời có những đêm ở trần đời chân chờ nhớ về em em xa lắc xa lơ hỡi em âu cơ tỷ lần ta thương nhớ em cứ đi em bỏ mặc đợi chờ ta xuống biển ngục lặn tìm em đó em lên non bỏ mặc kẻ cuồng si đi tìm em trời tìm đất đâu rồi thôi em hỡi đất ôi và trời hỡi đêm tĩnh mịch vẫn mình ta còm cõi hỡi em yêu thương nhớ cứ ngàn đời âu cơ ạ à, dù ngàn đời xa cách ta tìm em và ta bắt em về để cùng ta dựng đời mới tân dân ta cùng nàng thủy chung và son sắc tạo dựng nên giống dân đời thật mới ấy đại nam thánh đức đã hoàn thành long quân âu cơ các con trưởng thành thánh tiên phật Hoan ca nhà Hồng Lạc, ta tìm thấy em rồi, đừng trốn chạy, hỡi âu cơ, ta thương nhớ ngàn đời. Hãy cùng ta dựng tân dân thánh đức, để hạnh phúc tỷ niên Việt bất tử. Đọc cái bài thơ này, à, chúng ta sẽ thấy à, cha Kiều Nguyên Tá à, viết cái bài này rất là tình để chúng ta hiểu cái tình yêu của cha mẹ à, thủy chung và son sắc đến nhường nào. Vì vậy là à, chúng ta làm con ấy thì phải báo hiếu cha mẹ kỳ này à, là làm bằng được là có điển quang để kết nối cha mẹ về ở bên nhau và chúng ta à, được ở cùng với cha mẹ vĩnh cửu ngàn đời. Qua đây á các cái thiên tượng mà thị hiện qua trời đất đấy thì bách hợp có một cái bài thơ sau khi mà uh, kênh kính nguyên thánh đức ấy, phát cái video mà uh, hoa ưu đàm nở trên cây đu đủ ấy, thì chỉ trong tích tắc à, trong đầu ấy, cái điển dội về là bách hợp viết ra được một cái bài thơ như sau có tên là đất trời ban tỏa bách hợp xin đọc để hầu các chư thiên vị trời cao hiển lộ khắp tầng không mây tụ bao quanh những phượng rồng gió nhẹ xuân thu mang ấm áp trăng tròn nguyệt tỏa những hào quang hoa sen đua nở mừng chân chúa lộc vừng buông rủ đón minh quân ưu ừ đàm thanh khiết nơi cha ngự là để cung nghinh đón ngọc hoàng hào quang rực sáng nhà cha tá Di lạc dáng trần cứu thế gian Mẹ mẫu xinh tươi mời cha ngự Hoa thơm cỏ lạ đón cha cười Díu rít yến oanh mừng hội ngộ Vui vầy ban tỏa những yêu thương Xin hết ạ à, Hôm nay thì Bách Hợp đã Cùng các chư thiên vị Chia sẻ những cái uh, Vi diệu của trời đất Để qua đây chúng ta À, thấy cha trời mẹ đất luôn kết nối chặt chẽ với chúng ta không rời một giây phút khác xin hẹn gặp lại các chư thiên vị ở những cái chương trình tiếp theo ạ à.